Để mở đầu bài nói ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi nhỏ cho tất cả mọi người. Bây giờ hãy thử mường tượng xem chúng ta sẽ có một cô gái rất là xinh đẹp này, vừa mới ra trường, có công việc ổn định. Thì theo mọi người là cô gái này sẽ được kỳ vọng làm điều gì tiếp theo ạ? Lấy chồng. Lấy chồng à, đúng không ạ? Vâng, cô gái của chúng ta sẽ được kỳ vọng lấy chồng. Thì vào Tết Nguyên Đán năm 2017 thì chúng ta đã có một cái hiện tượng âm nhạc rất nổi tiếng mà chắc hẳn là rất nhiều bạn trẻ ở đây đều biết là bài hát Bao Giờ Lấy Chồng của Bích Phương, phải không ạ? Thì ngay lập tức khi mà ra đời thì sau vài tiếng thôi thì ca khúc này được chia sẻ rất nhiều ở trên mạng. Và có những cái caption giống như là đừng ai hỏi em chưa lấy chồng, mùa xuân này em chưa lấy chồng, thì ngay lập tức trở thành caption, trở thành status của nhiều cô nàng trên Facebook. Vậy thì cái lý do tại sao một bài hát lại được chào đón nhiều như thế bởi các bạn trẻ, đặc biệt là các cô nàng của chúng ta? Bởi vì nó xuất phát từ một cái hiện tượng xã hội rất là phổ biến và diễn ra trong ngày Tết. Đấy là các cô gái khi đến tuổi trưởng thành thì cứ mỗi ngày mà đón khách ngày Tết là kiểu gì cũng nghe một cái câu hỏi là có người yêu chưa? Bao giờ thì lấy chồng? Vậy câu chuyện này nó không chỉ diễn ra với các cô gái của chúng ta không thôi, mà bất kỳ bạn trẻ nào khi mà đến với tuổi trưởng thành ở trong ngày Tết thì đâu đó cũng nhận được những cái câu hỏi mà thiết kế riêng dành cho mình để mà mình không biết là bây giờ cần phải trả lời như thế nào. Vậy thì trước cái hiện tượng xã hội này thì các bạn trẻ của ta, chúng ta đã phản ứng ra sao? Mọi người có thể thấy ở đây thì là một cái bộ ảnh khác mà các cư dân mạng vào Tết năm ngoái là chia sẻ ở trên mạng. Thế thì có một bạn, nếu mà bạn ý vừa mới ra trường thì bạn ấy có thể mua ngay cho mình một chiếc áo có dòng chữ là chưa đi làm, không có tiền, nếu đi làm, lương cũng ít, vui lòng không hỏi thêm. Hay là những cái cô gái lúc nãy của chúng ta thì có thể mặc một chiếc áo là đã có bồ, chưa muốn cưới, cưới sẽ báo, vui lòng không hỏi thêm. Thì đây đều là những cái câu chuyện vui của giới trẻ chúng ta chia sẻ trên mạng thôi. Nhưng mà đằng sau câu chuyện vui đấy, nó có một cái cảm giác gì đó nó không thoải mái lắm, đúng không ạ? Nó không thoải mái khi mà chúng ta đang bị đặt ra rất nhiều cái câu hỏi liên quan đến công việc, nghề nghiệp của mình, thu nhập của mình và những cái mối quan hệ cá nhân của mình. Vậy thì mặc dù là thông qua những cái lời hỏi thăm ngày Tết mà mục đích là để thể hiện sự quan tâm, thì đâu đấy chúng ta đang cảm giác là chúng ta bị áp đặt một cái định nghĩa thành công nào đó, áp đặt một cái tiêu chuẩn xã hội nào đó mà bản thân chúng ta có thể tạm thời chưa coi trọng hoặc là tạm thời chưa theo đuổi. Vậy thì cũng như là cái việc mà chúng ta đánh giá một con cá thông qua cái khả năng mà nó leo cây, hay là một con khỉ thông qua khả năng mà nó bơi lội, thì khi mà chúng ta bị đánh giá vào những cái tiêu chuẩn mà bản thân chúng ta chưa coi trọng hay chưa tập trung để theo đuổi ạ, thì đâu đấy sẽ có một cái cảm giác bị o ép, cảm giác bị áp lực. Thậm chí đó là cái cảm giác không được công nhận và khủng hoảng bản sắc cá nhân. Khi mà chúng ta cảm thấy rằng cái cách mà chúng ta nhìn nhận về cuộc sống và cách chúng ta theo đuổi thành công nó quá khác biệt với số đông. Vậy thì cái ý tưởng ngày hôm nay mà Tuấn Anh xin mang đến với sự kiện TEDx ở Nam Hà, đấy là chúng ta hãy cởi mở hơn với sự đa dạng của định nghĩa thành công, để làm như thế nào thấu hiểu, chia sẻ, yêu thương và hỗ trợ những người quan trọng của chúng ta có thể thành công hơn trong cuộc sống của họ. Vậy thì làm như thế nào để làm được điều này? Bản thân Tuấn Anh là một người làm nhân sự và cũng đâu đấy có những cái sở thích tìm hiểu về tâm lý học, thì được biết đến tháp nhu cầu của Maslow và nhận ra cái sự liên kết rất là mật thiết giữa những cái nhu cầu ẩn khuất bên trong của mỗi cá nhân với cái cách người ta định nghĩa thành công và tìm ra con đường đến với thành công của mình như thế nào. Thì theo tháp nhu cầu của Maslow thì những cái nhu cầu của con người sẽ được chia ra làm 5 nhóm chính. Nhóm đầu tiên là nhóm nhu cầu thiết yếu. Thì hiểu một cách đơn giản thôi, chúng ta ngồi ở đây ngay bây giờ chúng ta cần những cái yếu tố nào để có thể tồn tại. Ngay bây giờ đây thì mọi người sẽ cần không khí để thở, đúng không ạ? Trưa nay một chút nữa thì đói thôi, tí nữa đường xuống thì chúng ta sẽ cần cái gì để ăn. Và tối nay nếu mà mệt thì cần phải một cái nơi để ngủ. Đấy là nhóm nhu cầu đầu tiên, nhóm nhu cầu thiết yếu phục vụ cái sự tồn tại của chúng ta ngay bây giờ. Nhóm nhu cầu thứ hai là nhu cầu được an toàn. Thì theo cái nhóm nhu cầu được an toàn thì mọi người có thể hiểu là những yếu tố mà chúng ta cần để duy trì được cái sự tồn tại một cách lâu dài hơn, đó là sức khỏe của chúng ta, đó là khả năng lao động của chúng ta, khả năng kiếm ra thu nhập và việc chúng ta có một bạn đời hay không.
đến cái nhóm nhu cầu tiếp theo, đó là nhu cầu được hòa hợp. Thì trong nhóm nhu cầu này mọi người có thể hiểu đấy là những cái nhu cầu về mặt tình cảm của chúng ta. Chúng ta sẽ cần được chia sẻ, được thấu hiểu, được chào đón và được kết nối. Và nửa nhóm nhu cầu này thì thể hiện qua cái câu chuyện là chúng ta có bạn bè hay không, chúng ta có người yêu hay không, chúng ta có gia đình bao bọc chở che cho chúng ta hay không. Ở nhóm nhu cầu tiếp theo là nhóm nhu cầu được tôn trọng. Thì đấy là cái cảm giác đầu tiên là tự trọng, được tôn trọng, tự tin và được tin tưởng. Và nhóm nhu cầu đầu tiên cuối cùng cũng là nhóm nhu cầu ở cái vị trí cao nhất của tháp nhu cầu Maslow, đấy là nhóm nhu cầu thể hiện bản thân. Thì nhóm thể hiện bản thân là gì? Chúng ta muốn sáng tạo, chúng ta muốn để lại dấu ấn, chúng ta muốn thể hiện hết khả năng của bản thân mình, và chúng ta muốn tạo ra những cái giá trị tốt đẹp cho không chỉ đối với chính mình mà còn cho gia đình và xã hội nữa. Thì quay lại cái tháp nhu cầu này, tất cả chúng ta đều có những cái nhu cầu như tháp Maslow vừa thể hiện, tuy nhiên xét về mặt mức độ là khác nhau. Thì Tuấn Anh có thể lấy một cái ví dụ cho mọi người dễ hiểu là bản thân những người nghệ sĩ khi đam mê tìm kiếm một sự nghiệp trong ngành sáng tạo, không phải ai cũng có được cái may mắn được nổi tiếng để có được một cái thu nhập cao nhờ vào những cái hợp đồng quảng cáo. Tuy nhiên cái thu nhập mà khiêm tốn của người theo đuổi sự nghiệp sáng tạo thì đó không phải là một cái cản trở để người ta vẫn tiếp tục có thể tâm huyết và gắn kết với nghề. Bởi vì đối với những con người này, thành công nó nằm ở cái khả năng có thể thể hiện được cái dấu ấn cá nhân, thể hiện được bản thân mình thông qua những tác phẩm nghệ thuật của mình. Và những cái ánh đèn sân khấu, hào quang sân khấu không phải là không quan trọng, nhưng phải nhưng có chăng đó không phải là cái giá trị cốt lõi nhất. Mẹ mình đến tuổi về hưu rồi, tại sao không an dưỡng mà lại còn phải vất vả như thế để làm gì? Thì khi mà mình nhìn sâu vào đằng sau cái nhu cầu ẩn sâu bên trong của những cái hành vi đó, đấy là vẫn có một cái mong muốn được sử dụng những cái kỹ năng, những cái kiến thức, những cái chất xám của mình để có thể tạo ra một cái giá trị nào đó, để cuối cùng chúng ta phục vụ cho cái nhu cầu thể hiện bản thân mình, nhu cầu mong muốn là chúng ta vẫn còn có ích. Khi mà trở lại khi mà hiểu được cái tháp nhu cầu về Maslow và trở lại với câu chuyện đầu tiên của chúng ta về cái câu chuyện hỏi thăm ngày Tết, thì cái cảm giác mà hơi khó chịu một chút của các bạn trẻ của chúng ta khi mà nhận được những cái lời hỏi thăm liên tục về mặt công việc, thu nhập, mối quan hệ cá nhân, thì bởi vì sao ạ? Bởi vì những câu hỏi này nó tập trung rất nhiều ở ba cái lớp cuối cùng của tháp nhu cầu Maslow, mà chúng ta đang bỏ quên đi hai cái phần ở trên là nhu cầu được tôn trọng và thể hiện bản thân. Trong khi đấy, những cái chuyển biến gần đây của những thế hệ trong xã hội thì nó đang đem lại một cái sự chuyển mình về mặt định nghĩa thành công và cụ thể là như thế nào. Thì những cái nhóm người mà ở trong độ tuổi đi làm của chúng ta hiện tại bây giờ có thể tạm chia thành ba nhóm thế hệ chính. Nhóm thế hệ đầu tiên chúng ta có thể gọi là nhóm thế hệ Baby Boomer, là những người sinh ra trước năm 1969. Thế hệ thứ hai là thế hệ X, là thế hệ được sinh ra từ năm 1970 đến năm 1986. Và thế hệ thứ ba là thế hệ Y, là thế hệ sinh ra từ năm 1986 đến năm 2000. Thì mọi người xin lưu ý là cái cách mà chúng ta đang chia thế hệ ở đây thì nó sẽ hơi khác một chút so với cái cách mà trên thế giới vẫn chia thế hệ, để làm như thế nào có thể phù hợp hơn với những cái mốc lịch sử của Việt Nam. Thì mọi người có thể nhìn thấy ở đây thì có hai cái mốc lịch sử lớn, đấy là năm 1969 và năm 1986. Thì bản thân cái thế hệ X và Y có những cái đặc điểm khá là khác với thế hệ Baby Boomer, bởi vì những bạn này thì được sinh ra trong một cái điều kiện tốt hơn nhiều so với bố mẹ mình, khi mà đất nước sẽ không còn chiến tranh và chúng ta có điều kiện tốt hơn về mặt kinh tế. Đặc biệt là đối với các bạn thế hệ Y ạ, mà hầu hết ở đây thì mình nghĩ là các bạn là thế hệ Y đúng không? Thì sinh ra từ năm 1986 đến năm 2000, thì cái cột mốc năm 1986 là một cái cột mốc thay đổi rất nhiều về mặt kinh tế của nước ta, khi mà chúng ta mở cửa nhiều hơn, khi mà các bạn trẻ được sinh ra thì bớt đi cái nỗi lo về cơm áo gạo tiền, và các bạn có điều kiện về giáo dục tốt hơn, và đặc biệt là các bạn được học ngoại ngữ nhiều hơn. Thì bản thân cái việc học ngoại ngữ để giúp cho các bạn có thể tiếp xúc nhiều hơn về những cái tri thức của nhân loại. Và chính bởi vì điều đó thì xét về mặt nhu cầu của Maslow thì các bạn trẻ của chúng ta ở thế hệ Y có nhiều nhu cầu hơn, có nhu cầu sâu sắc hơn ở hai tầng trên cùng của chúng ta, về nhu cầu được tôn trọng và nhu cầu được thể hiện mình. Thì điều này nó đang thể hiện qua những cái xu hướng chung của giới trẻ hiện nay.
Đầu tiên là các bạn trẻ chúng ta bắt đầu tham gia nhiều hơn về các hoạt động sáng tạo. Và thứ hai là các bạn trẻ bắt đầu tham gia nhiều hơn về các hoạt động phát triển cộng đồng của mình. Thì ở các thành phố lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh thì mọi người nếu đã từng thấy có thể chứng kiến cái sự thay đổi rất nhiều về câu chuyện là chúng ta xuất hiện nhiều hơn những cái không gian sáng tạo. Ở nơi đó các bạn trẻ có thể thể hiện được rất nhiều cái tài năng khác nhau, từ ca hát, nhảy múa, đàn, vẽ tranh, chụp ảnh. Và bản thân có rất nhiều bạn trẻ ở đây thì mình nghĩ là cũng có rất nhiều bạn ở đây đã có những cái thú vui về nhiếp ảnh hay là thiết kế, đúng không ạ? Và cái câu chuyện này nó đang càng ngày càng rộng mở và càng ngày càng phổ biến với chúng ta. Ai đó cũng đều có những cái tài lẻ riêng. Thứ hai là các cái hoạt động về phát triển cộng đồng của giới trẻ càng ngày càng phát triển. Thì ngày hôm nay thì Tuấn Anh muốn chia sẻ với mọi người một cái con số theo một cái báo cáo gần đây của Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng CSIP. Thì cái số lượng mà các tổ chức tình nguyện cộng đồng ở Việt Nam hiện tại đã lên đến là 140.000 tổ chức. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái phép tính đơn giản thôi. Nếu như mỗi tổ chức này có trung bình là 10 người và dân số hiện tại của Việt Nam đâu đấy là 90 triệu người, thì có nghĩa là trong 60 người thì sẽ có một người hoạt động vì cộng đồng. Có thể là mọi người sẽ cảm giác là ok, ở ngoài kia có quá ít người quan tâm đến những cái hoạt động cộng đồng xung quanh ta, nhưng số lượng này nó đang ngày càng tăng lên, và đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Vậy thì ngoài ra còn điều gì thể hiện rằng cái định nghĩa thành công của thế hệ Y đang dần thay đổi? Đấy là trong cái cách mà các bạn lựa chọn công việc hiện tại bây giờ, những cái tiêu chí đặt ra nó sẽ không còn như xưa nữa. Nếu như ngày xưa chúng ta sẽ nhắc đến cái câu chuyện là thu nhập phải đi lên đầu tiên, ai hỏi công việc của chúng ta là gì, câu hỏi tiếp theo cũng hỏi là lương được bao nhiêu. Nhưng các bạn trẻ hiện tại bây giờ cái cách nhìn nhận và chọn lựa công việc nó không chỉ đơn giản nằm ở mức lương nữa. Và các bạn sẽ bắt đầu nhìn đến cái câu chuyện thứ hai là gì? Câu chuyện thứ hai là tôi làm công việc này thì có cơ hội để phát triển bản thân hay không? Có cơ hội để hiện thực hóa những cái tiềm năng trong tôi hay không? Là cái thứ nhất. Và cái thứ hai phổ biến hơn đối với rất nhiều người bạn trẻ hiện tại bây giờ là cái tổ chức và doanh nghiệp mà tôi làm việc có thực sự đang tạo nên những cái giá trị tốt đẹp cho cộng đồng hay không? Vậy là khi nhìn lại tất cả những cái biến chuyển này của giới trẻ thì chúng ta nhận ra rằng so với thế hệ Baby Boomer và thế hệ X là những người đa số vẫn hướng đến một cuộc sống gọi là hai chữ ổn định. Thì bây giờ thế hệ Y của chúng ta thì muốn dấn thân nhiều hơn, muốn có nhiều thách thức hơn. Lý do là sao? Lý do là bởi vì chúng ta mong muốn tìm kiếm được một cơ hội để có thể để lại cái dấu ấn của bản thân, tìm kiếm được một cái cơ hội để tạo ra một cái di sản, tìm kiếm một cái cơ hội để tạo nên một cái giá trị có thể thay động cộng đồng và thế giới khi chúng ta đang có quá nhiều những cái vấn đề xung quanh. Thì ngày hôm nay với bài nói của Tuấn Anh thì ngày hôm qua khi đã nói đến đây thì lại chợt nhớ đến câu chuyện của các ban tổ chức của chúng ta. Thì ngày hôm qua thì cũng kể với mọi người luôn, phần này là phần thêm so với hôm qua đấy ạ. Hôm qua thì sau khi mà đã tập dượt xong rồi thì quay trở về và có một cái bữa cơm rất là đầm ấm với tất cả mọi người và đặc biệt là các bạn ban tổ chức. Thì hầu hết các bạn tổ chức của chúng ta ngày hôm nay thì đều là các em học sinh cấp 3. Và lúc mà nghe cái chia sẻ của các em này, câu chuyện là khi mà mình tham gia những cái hoạt động tình nguyện này thì chia sẻ với bố mẹ mình thì cái câu hỏi và cái câu nói đầu tiên của bố mẹ mình là: thế mày làm cái này thì người ta có trả tiền cho mày không? Không phải là một bạn đâu, mà có rất nhiều bạn như thế. Thì cái câu chuyện này của các bạn thì nhắc Tuấn Anh nhớ đến một cái thời sinh viên của mình gọi là đầu tắt mặt tối với những cái hoạt động tình nguyện. Bản thân cái thời đấy thì có thể nói là cuộc sống có rất là nhiều thứ, vừa đi làm thêm này, vừa có việc học ở trường này, và vừa tham gia vào hoạt động trong tổ chức TEDxYouth, là một tổ chức về phát triển khả năng lãnh đạo cho các bạn trẻ. Thì khi mà nhìn lại cái quãng đường đấy, có thể cái câu chuyện để lại với tất cả mọi người ở ngày hôm nay là một cái dòng giới thiệu của bạn MC đối với Tuấn Anh, đấy là gọi là chủ tịch của một tổ chức này kia. Nhưng cái mà còn lại ở trong Tuấn Anh đấy là những cái đêm thức khuya đến 2-3 giờ sáng để chuẩn bị cho những cái sự kiện của mình, cho những dự án của mình. Là những cái ngày mà ra sân bay để tham gia một cái hội thảo ở nước ngoài mà trong người không có quá $50, tức là 1 triệu. Cái lúc đấy mà có những cái thời điểm mà Tuấn Anh đã thường đi châu Âu hay là những cái nước Đông Nam Á mà trong túi không có quá hơn $50. Nhưng mà tại sao cái tinh thần đấy cũng giống như các bạn ngày hôm nay tổ chức cái chương trình, cái tinh thần mà mong muốn dấn thân, mong muốn thử thách mình, bởi vì mình cảm thấy được những cái hoạt động
tổ chức tình nguyện của mình đưa ra là có ý nghĩa và đang đem đến cái cơ hội thay đổi cuộc đời cho một ai đó, thì mình vẫn quyết tâm dấn thân. Và thì để chúng ta khi trở về nhà có thể bớt đi những cái sự đánh giá, thêm nhiều hơn cái sự thấu hiểu và chia sẻ, đặc biệt là đối với những bạn trẻ của chúng ta, để làm như thế nào có thể hỗ trợ các bạn và đồng hành thêm với các bạn trong cái con đường thành công của mình. Trong cái thông điệp cuối cùng của bài nói thì Tuấn Anh muốn hướng đến các bạn trẻ, những cái bạn mà cùng thế hệ y với mình. Thì trong cái con đường tìm kiếm thành công của chúng ta với định nghĩa mới, thì đâu đó sẽ có những cái lúc mà chúng ta bị hiểu sai, có những cái lúc mà chúng ta bị đánh giá sai. Các bạn đam mê theo đuổi một cái sự nghiệp về sáng tạo, các bạn bị cho đó là một ước mơ viển vông và không thực tế. Các bạn tổ chức một cái dự án xã hội, tổ chức một dự án phi lợi nhuận, thì bị cho là ăn cơm nhà, vác tủ và hàng tổng, ôm việc vào người. Nhưng hy vọng rằng các bạn sẽ không để những cái khó khăn này làm chùn bước mình. Bởi vì sao? Bởi vì thế giới cần những người mà còn ươm mầm cái mong muốn là tạo ra dấu ấn, mong muốn tạo ra di sản, mong muốn tạo ra những cái giá trị tốt đẹp cho cộng đồng như các bạn. Và quan trọng hơn là không ngần ngại để hành động và tạo ra sự thay đổi. Ngày hôm nay, xin cảm ơn tất cả mọi người.